Hello, xin chào anh chị em các bạn đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng một vài cái mẫu xe côn tay ha. Một côn tay hôm nay thì mình có thấy là có S 150, 155, Sachia Sonic rồi Rider gì này. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật một số cái mẫu côn tay nhá. Còn những mẫu xe khác thì mình sẽ hẹn clip sau nhá. Hôm nay thì mình cũng có nghe tin tức là xe đang giảm giá anh em nhá, đang giảm giá nên anh em cần mẫu xe nào thì hôm nay để ý kỹ giúp mình nhá. Đấy, ở đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Cửa hàng xe máy Hưng Phát thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp anh em nhé. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, trả trước 30% giá trị xe. Nói chung là cái mẫu xe cửa hàng này thì giá cả cửa hàng báo là chưa bao gồm phí hồ sơ. Anh em rút hồ sơ thì mình cứ thêm phí cửa hàng hỗ trợ anh em rút nhé. Còn anh em ở xa không đến được thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ ship xe. Còn ship xe thì anh em chỉ cần cọc từ 2 đến 3 triệu cửa hàng sẽ ship xe. Mình nhận xe rồi mới thanh toán nốt nhá. Đấy. Địa chỉ cửa hàng để anh em có thể gõ trên bản đồ là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nhá. Đấy, anh em có thể đến trực tiếp để mình xem xe ha. Xe thì có rất là nhiều nhưng mà hôm nay thì mình cập nhật riêng về cái mẫu côn tay ha. Đó. Rồi thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sóng với anh Hưng á. Anh Hưng hôm nay sẽ cập nhật giá cũng như là có cái giảm giá anh em nhá. Rồi, hello anh Hưng nhá. Hello, xin chào toàn thể bà con mình nhé. Lâu lâu em thay bà xã lên review mấy con xe cho anh chị em mình nhé. Đúng không? Okay. Bên em bữa nay em lên dòng xe côn cho, đúng không? Đó. Còn ít dòng xe côn. Nhưng mà đặc biệt bữa nay ngày 11 tay đúng nhỉ? 11 anh em ạ. Đó, là kỷ niệm 12 năm bán xe, đúng không? Dạ, ok. Kỷ niệm 12 năm bán xe là ngày hôm qua rồi, hôm qua 10 đúng không? Dạ. Trước ngày đi, sau một ngày đi kỷ niệm. Cứ giờ trở đi đến hết tháng luôn, giờ đến hết tháng luôn đúng không? Em bên em là cứ khách hàng tới mua một con xe được một phong bao lì xì 1 triệu đúng không? Okay không? Đó. Đó. Xe thì rất là nhiều hôm nay. Còn thì... anh em mình mua xe xong á là cửa hàng sẽ lì xì 1 triệu đúng không? Nếu anh em không được đủ tiền thì mình cũng lì xì đồng từ tiền xe luôn đúng không? Ok chưa? Ok, đó. Đó, máy móc bên cửa hàng mình giờ hỗ trợ trả góp qua ngân hàng đúng không? Bao máy zin cho anh em cho thầy thợ tới test luôn. Ok đó. Chưa? Bảo hành máy móc dòng xe côn là 6 tháng. Còn bên mình cửa hàng Tay Ga dòng Vario SH đó, mình bảo hành 1 năm. Có cửa hàng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nhé. Đó. Đó. Đó thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật từ học đầu này luôn anh nhé. Ok. Đó. Như đầu này đi, như con Sonic này, đúng không? Xe thì Sonic màu vàng đen. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe anh ha. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp ngân hàng, mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn, đúng không? Ok. Từ tay côn, tay ga đúng không? Mô tô trao đổi hết đúng không? Như chẳng hạn như con Sonic này, đúng không? Màu vàng đen. Đó. Xe 2022 nhá. Xe 2022. Đó. Ủy hữu Bình. Xe này là 18.000 cây rồi nhá. Zin nguyên bản luôn anh ha. Zin nguyên bản đấy. Anh em nhìn từ con lốc này. Cốt trước chưa mở luôn này, đúng không? Chưa mở gai gió còn nhiều thế này. Anh em nhìn cổ bô nó đen thè này nó. Chưa biết tỉ luôn đúng không? Đẹp luôn. Từ con ốc luôn. Cái dòng thế con này mày. Đó, dàn áo là zin liền lạc anh em nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn anh em này. Vỏ lốp còn rất là dày luôn. Con này biển 84. Con biển số 84 cửa hàng đang bán là giá là 30.600.000 nhá. Đó. Đó. Trên live mình nói luôn. Đó, anh em mình tới lời mình lì xì 1 triệu. Tiền xe luôn. Đúng không? Không bao lì xì như Tết luôn đúng không? Kỷ niệm 12 năm ngành bán xe nhé. Ok. Đấy, Sonic thì cửa hàng có rất là nhiều Sonic anh em nhé. Đấy. Rồi, con đó, Sonic như chẳng hạn như con Sonic này đúng không? Là 30 triệu đúng không? Đó. Đó, mình dừng xuống này quay con kia đúng không? Đó, đúng không? Rồi đó. Cho mình chiêm ngưỡng đúng không? Đó. Và đây là Sachia. Đó. Cái này một, duy nhất đúng có một con Sachia nữa thôi, đúng không? Còn một chiếc Sachia. Đó, Sachia là 2021 nhá. Odo 16.000 cây. Cửa hàng đang bán 26.600.000 nhá. Đó, 26.600 anh em nhá. Đó. Đó, giá rất là rẻ luôn. Đi rất là lướt anh em nhá. Xe lướt luôn. Miếng keo đồng hồ vẫn chưa lột luôn anh em. Đó. Lấy mình hiểu đúng không? Ốc tán cỡ này đúng không? Ốc tán này. Anh em nhìn này, sáng ràng luôn đúng không? Cực sáng luôn. Đó, con này là màu trắng tiêm xanh nha. Đó, bô bổng là màu luôn. Trắng xanh đúng không? Trắng xanh đi đúng không? Đó, cửa hàng đã bán con này là 26.600.000 cho anh em mình nhé. Rồi, 26.600. Con này biển số đâu nhỉ? Con này là biển số là 66 Đồng Tháp. Biển Đồng Tháp anh em. Đúng rồi. Đồng Tháp. Đó. 66 Đồng Tháp nhá. Rất đẹp ha. Đó, và đây là một con Sonic T
tem 3D nhá, còn lại tem đấu đi. Mình gọi tem đấu, nhưng anh em ngoài gọi tem 3D. Đấy. Đó. Đây là tem sơn. Xe 2022 này. Sudex. Yeah. Màu trắng xanh nhá. Yeah. Đó. Xe ô tô 11.000 cây nhá. Đó. Đấy. Bên mình nó bao nó không to đâu chứ đó. Để mình bắt luôn. Ốc tán chưa mở, cốt trước chưa mở luôn anh em nhá. Ốc tán nhìn sáng rồi này. À. Nói chung anh em thông cảm tí, bời bụi bặm tí đúng không? Yeah. Đó. Máy móc rất êm luôn anh em nhá. Đấy. Máy móc bao cho anh em luôn. Zin êm luôn nhá. Anh em nhìn cổ bô biết rồi đúng không? À. 11.000 cây đúng không? Cổ bô đen thế này đúng không? Đó, ốc tán sáng thế này. Mình bao anh em luôn. Đó. Con này cửa hàng đang bán ra cho 29.600.000 nhá. Rồi, 29.600 ha. Đấy, con này là biển số ở đâu nhỉ? Con này biển số là 67. À biển 67 à. 67 An Giang. 67 An Giang đúng không? À. Và đấy còn một Sonic này, đúng không? Một đầu đỏ đen nữa. Một đen đỏ, cái này là màu đen đỏ. Đó, con này màu hoa ti mình còn nhiều lắm. Cũng rất là lướt anh em này. Đấy. Xe lướt không à? Bên mình giờ thầu xe lướt không? Này, còn gây gió nguyên luôn này. À. Cái con này đi mấy ngàn cây á? Con này chạy 8.000 cây. À 8.000 ha. Ô tô 8.000 cây nhá. À, nói chung là xe rất đẹp anh em, 8.000 thì nói chung là xe thì rất là mới rồi. À. À, em thấy xe mới vừa hình ngoài hình năm mấy triệu đúng không? À. Năm mấy sáu triệu. Đợt này thì nó đã ngừng sản xuất rồi anh em ạ. Thì xe mới cũng ngừng giao dịch Sonic rồi đúng không? À, xe nhập hết rồi. Này. Đó, cửa hàng nó bán con này là 30 triệu nha anh em mình nhá. Đó. 30 triệu lì xì 1 triệu còn 29 triệu đúng không? Đó, okay, Sonic lướt chạy rồi đúng không? Đó, mình tính kinh tế luôn đúng không? Xe siêu lướt luôn. Đó, cho anh em mình luôn đây. Đúng không? Rồi. Và chẳng hạn như màu sao Sonic phiên bản Hati bên mình còn nhiều lắm. Màu trắng đỏ đen đúng không? Trắng đỏ đen ha. Trắng đỏ đen còn nhiều lắm. Đúng không? Cái này là xe này là biển số 68G1 nhá. Rồi, biển số 8. Xe này là 2019 20 con này chạy nhiều rồi này đúng không? Con chạy 20 mấy ngàn này, à 10 mấy ngàn này. 10 mấy ngàn cây rồi ha. Đấy. À con này chạy 20 ngàn này. 20 ngàn cây. 20 ngàn cây nha anh em. Đó. 20 ngàn cây. 20 ngàn cây thì giá sẽ mềm hơn đúng không? Đó. Nó mất hai cái gù của riêng của nó này, mất hai gù hai cái tê thắng. Ok. Đúng không? Cái gù nó mình bán cho 27.800.000 nhá. Đó. 27.800. 27.800. Cho anh em mình nhá, 2020 nhá. Đó, nói chung là anh em mua tất cả các dòng xe cửa hàng thì đều được bảo hành máy móc. Máy móc nhưng là xe con tay là 6 tháng, còn mẫu SH thì cửa hàng sẽ bảo hành 1 năm luôn anh em ạ. Dòng tay ga bên mình bảo hành 1 năm. Rồi. Đúng không? Và đây là con cũng màu trắng đỏ luôn, đen luôn đúng không? Con này là biển số 72 Vũng Tàu. À con 62. 62 à? 62 Long An ha. 62 Long An. Đó. Con này chạy 18.000 cây này. 18.000 ha. Con này chạy 18.000 nhá. Đợt này thì cửa hàng về rất là nhiều xe lướt anh em nhá. Xe lướt nhá. Xe lướt rất là nhiều luôn. Anh em cứ tham khảo đúng không? Máy móc êm. Xe lướt luôn. À, cửa hàng thì có bao anh em. Tí nữa mình nói qua thì mình lướt sau là biển số cho nhá. À, đó. Bao anh em cắt xe thoải mái luôn nhá. Đấy. Con này bên Sonic bên mình còn con này cũng mình bán cho 27.800 này. Rồi. Đúng không? 278. 278 2020 nhá. Đó, xe đời cao mình bán hơi cao hơn, xe 2020 thì mình bán rẻ hơn đúng không? Rồi, ok. Đó. Và đây cũng là màu biển số 81 nhá. Con này là mấy ngàn cây nhỉ? 11.000 cây này. À, xe lướt này. 11.000 thôi. Biển số 2022 nhá. Đó, biển số 81. Đúng không? Đó. Xe bụi bặm tí anh em nhá. Rồi. Đó. À, chung là con này thì có lên cái tay thắng tay cột đồ chơi, chỉ thêm cái đèn trở sáng thôi. Đèn trở sáng mà. Còn đâu là zin hết. Zin hết đúng không? À. Cái này mình cửa hàng mình bán cho 29.600.000 nhá. Rồi, 296. 296. Ok nhá. Và đây cũng là Sonic biển số 67K nhá. Đó. Tính con này bọc keo sao? Biển không số phải nhá, xe đẹp luôn, đúng không? Đẹp ha. Đó, con này tuyệt vời luôn. Con này 11.000 cây nhá. Lên một số ốc titan. Ốc titan. Đó. Đó. À, máy móc thì bao thì thầm anh em. Bao zin thì thầm luôn. Đấy. Con này có thay cổ bô rồi anh em nhé. À, nói chung coi này mày thay cổ bô thoáng hơn, chạy thoáng máy rồi đúng không? Đấy. Sướng. Đó, 11.000 cây. Con chất xe là mà xe 2022. Cả nó bán 30 triệu cho anh em mình nhá. Rồi, 30 triệu. 30 triệu cho anh em mình nhá, sử dụng á. Sonic luôn đúng không? Rồi. Anh em nhìn từ con ốc luôn, máy luôn, sáng rời luôn. Đó, đúng không? Ok. Và con này nữa, con này là biển số 72 Vũng Tàu, đúng không? Xe 2019 này. Đúng không? Rồi, biển Vũng Tàu anh em. Đó. Đó. Em ru luôn. Đó.
Cái con này cửa hàng đang bán ra cho giá là 27.600.000 nhé. Rồi, 276. 276, đúng không? Ok. Đó. Và đây có một con Sonic biển 67 An Giang luôn này, đúng không? Đó, ô tô chạy 22.000 ở xe 2021 nhá. Đó. 2021. Chạy 22.000 rồi, còn hết xăng. Hết xăng. Hết xăng rồi. Đó. Em thông cảm, con này hết xăng, okay. Con 2021 chạy 22.000 nhá. Mình bán 28.800, đúng không? Sonic 28.800. À, đó. À, cũng là xe là zin nguyên bản từ đầu đến chân luôn ha. Bên cửa hàng mình đảm bảo máy em bay zin luôn, cho thầy thử test luôn. Trời. Cứ danh dự anh em bảo máy rớt tặng không xe luôn. Trời, ok nhá. Tặng anh em xe luôn. Và còn một xe Sonic biển 72 đây này, con này này. Đó, đó. Cũng là biển Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn, con này 2020. Đó, dần áo này. Đó. Áp liền lạc không bê bở gì anh em nhá. Đó, 2020. Đó. Rất là đẹp luôn anh em. Đó, xe này 2020 cửa hàng nó bán cho giá là 27.800.000 cho anh em mình nhé. Đó. Không. Cho nên mình lựa chọn luôn 14.000 cây. Đó. Rồi, ok. Đây là tất cả toàn bộ xe côn mình là xe Sonic đúng không? Và mình giờ mình qua một số E 150 155 đi. E 150 155 có mấy kinh luôn này. Mở nắp 155 thì bên mình còn đúng một con này thôi. Bốn năm con giờ đúng còn một con này. Rồi. Màu xanh NP. Con này biển số là 67 An Giang Titan nhá. Đó. 67 An Giang, 155. 155, cửa hàng bán ra 31.800.000 nhá. Rồi. Đó, xe 10.000 cây rồi. Đó. Xe là 10.000 cây nhá. Đi 10.000 rồi ha. 10.000 cây. Đó, ô tô này, 10.000 cây mới keng luôn. 10.000 cây thôi. Đó. Cho anh em mình luôn nhá. Máy móc thì bao thì thầm cho anh em. Bao anh em thì thầm zin luôn đúng không? Chất thoải siết xe thoải mái luôn anh em nhá. Đấy. Vỏ trước vỏ sau còn rất là dày luôn. Còn nguyên zin của nó chứ đúng không? Đát luôn, gạch cùi, vỏ, lông gai, gió con này mà đúng không? Cái này là cái ốp. Mình thích thì mình lột ra thôi, gì đâu. À, cái này là ốp dán phải không? Ốp dán rồi. À, ốp dán anh em nhá. Em không thích thì mình lột thôi. Lột thôi đúng không? À, hoặc là mình thích mình để vậy. Đấy. Mình thích lột thôi, rồi, cho đâu. Hôm nay còn một chiếc này là bao nhiêu nhỉ? Chiếc này cửa hàng để bán 31.800.000. 31.800.000. 800 nhá, E 155 nhá. 10.000 cây. Đó. Ok. Và đây là còn một con mới kinh này. Đấy. Mới kinh 2020. Phiên bản áo Moita nhá, xe Bình Minh. Mới kinh phiên bản Moita xe Bình Minh nhá. Zin liên lạc nhá. Đây có cái chống trộm. Xe nhập Indo mà. Đúng không? Bao thị phẩm luôn. Biển số 94. Công tử Bạc Liêu mình nhá, đúng không? Bạc Liêu anh em nhá. Đó. Con này có thay cổ bô rồi này. Nó 18.000 cây thay cổ bô inox nhá. À rồi, ok. Đó. Con này cửa hàng đang bán cho giá là 25.000.000. Đúng không? Cho anh em mình luôn nhá. 25 đó. Triệu anh em nhé. Ok, mấy kinh luôn. Và đây cũng là 2020 phiên bản xanh Bình Minh nhá. Đó. Là E150. E150. Đó. Cửa hàng con này cửa hàng bán là cho anh em là 24.600.000. Con này gọi được gọi là cọp luôn, đúng không? 24.600.000, 11.000 cây rồi. À, con này mới đi 11.000. 11.000 à. Anh em nhìn này, ốc tán cổ bô thế này, anh đen thế này mà đúng không? Đó. Bao nhiêu luôn đúng không? Xịn luôn. Đó, có 24.000.000 thôi. Rồi. 24.000.000 luôn nữa. 24.000.000. À, con này là biển 68 này. Biển 68. Biển 68. Kiên Giang. Kiên Giang. Và đây, E150-2019 đây, cho anh em rẻ luôn, 20.000.000 đây, đúng không? À, 2019 anh em. 2019 để led có ba khoang nhá. Đó, 20.000.000 cho anh em mình luôn nhá. Đó. Con này mất cái bô nha anh em. À, đó. Con này có lên cái bô thôi. Bô này bô đồ. Bô đồ. Đó, có 20.000.000 thôi. À, còn máy móc là rất êm nhá. Máy móc bao zin luôn. Bao zin luôn. Bao zin anh em luôn nhá. Đầu nồi chưa rớt luôn. Rớt cửa hàng bảo rớt là tặng không xe. Ok. Bên mình nói rớt là mình nói rớt đúng không? Không liên lạc luôn. Và đây 2018 này, ẹc đời đầu đây. Đúng không? 150 đời đầu đây. 16.000.000. À, con này 16 thôi. 16.000.000 nhưng con này không mình nói cho các anh em là con này mình không giảm được nhá. Mình không lì xì 1.000.000 nhá. Con này lỗ nhiều rồi, đúng không? Rồi, rồi. Nhưng con này là mình không có lì xì 1.000.000 đâu, đúng không? Rồi, okay. Mình nói trước nhá, anh em không thông cảm lên mình nói con này là có mình con này là không giảm được không? Đúng rồi, con này là không giảm thôi đúng không? Rồi ok. Đó. Đó, con này chỉ có 16.800.000 thôi. Đó. 16.600.000. À, 16, con này 16 hả? Đầu nồi zin luôn, đúng không? À, đầu nồi zin. À, dàn áo thì con này có tem lên tem, sơn. Có này sơn tem 3D rồi, đúng không? À, tem 3D. Sơn đấu rồi. Đó. 28 chính chủ luôn nhá. Đó. Đến 38 Hà Tĩnh em. 38 Hà Tĩnh nha anh em mình. Phan 38 mình đâu nhỉ, đúng không? Rồi, có 16.600.000 thôi.
đúng không? À, anh em tình cảm tới mình bới ra 600 ngàn, còn 16 triệu mình bán nhé. À rồi. Đó. Ok chưa? 16 tròn là anh 16 tròn mình luôn. Cho lên đường luôn. À, ok. Đó. Đó. Nói chung là... anh em mình la qua cho cái biển số cho anh em nhìn nhá, đúng không? Qua cái biển số cho anh em ha. E150 này, 38 một hai con luôn, đúng không? À, hai con anh em thích con nào thì nói cho mình. Cứ Facebook cho mình in hai số để vẫn màn hình nhá. À rồi, ok. Đó. Con này biển 68 này, còn mấy kinh là biển 94. S155 này biển 67 này. Đó. Ở cái giá này cửa hàng là chưa bao rút hồ sơ cho anh em nhá. Anh em nào rút hồ sơ thì cửa hàng hỗ trợ anh em rút ha. Đấy. Rồi, biển 72 này. Đó, Sonic thì rất là nhiều Sonic anh em nhá. Biển 67 này. Đấy cũng 72 luôn này. Con này cũng 67 luôn này. Đó. Biển 81, biển 62. Đó, đây là biển 68 này. Đó. Biển 90. Biển 67 này. Đó, biển 66, size chia là biển 66 anh em nhá. Còn chiếc Sonic vàng này là biển 84. Đấy. Cửa hàng thì còn rất là nhiều cái mẫu như là SH125, SHMO và Vario 150 rất là nhiều. Nhưng cái mẫu đó thì mình sẽ làm clip sau hay làm riêng một clip để anh em dễ xem nhá. Đấy. Rồi, cửa hàng thì vẫn có mua bán, trao đổi xe, có hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhá. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe thôi. Đó, những người đã từng góp qua rồi không cần trả trước đúng không? À, những người là giúp góp tốt là không cần trả trước luôn anh nha. Đấy. Rồi, còn mọi chi tiết thắc mắc anh em cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ trực tiếp hai số Zalo trên màn hình nhá. Hoặc là anh em có thể đến địa chỉ Google anh em đi quá trên bản đồ là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nhá. Thì anh em đến dễ hơn ha. Đó. Rồi, anh em nào ở xa thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ ship xe ha. Anh em ship xe thì mình cứ cọc 2-3 triệu thôi. Ship xe toàn quốc luôn. Rồi, hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu côn tay đi em tham khảo ha. Còn mẫu sau, một khoa xe khác thì mình cũng hẹn em nghỉ video sau ha. Rồi, ok. Rồi, chào anh Hưng nhá. Hello, xin chào mọi người nhá. Cái video là kết thúc ở đây. Dạ. Cảm ơn anh chị em và bà con gần xa đã xem video nhá. Dạ. Có gì anh chị em mình ủng hộ thì cứ inbox dùm em hai số điện thoại trên màn hình, đúng không? Dạ, em sẽ okay. Gửi hình chi tiết và tư vấn cho anh em luôn, đúng không? Rồi, đó, okay. Anh em thắc mắc cứ alo mình nhá. Rồi, okay. Cảm ơn anh em đã xem like nhá. Rồi, ok. Đó thì anh chị em ở gần thì mình cứ đến trực tiếp để xem xe nhá. Còn anh em ở xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship xe nhá. Mọi chi tiết thắc mắc anh em có thể liên hệ hai số Zalo cho mình nhá. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video từ đây ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ chia sẻ cho mình nhá. Mình sẽ tiếp tục review thêm các dòng xe khác để em tham khảo sau nhá. Xin chào, hẹn gặp lại ha.